Xin chào các bạn, mình là Tớ Review Phim. Hôm nay Tớ sẽ đem đến cho các bạn bộ phim 7 viên ngọc rồng. Một trận chiến long trời lở đất giữa siêu chiến binh mạnh nhất tộc Saiya đối đầu với Son Goku và Vegeta nhé. Mở đầu bộ phim 7 viên ngọc rồng siêu cấp, huyền thoại Broly quay lại 41 năm trước tại hành tinh Vegeta, một đám phi thuyền đang bay đến hành tinh này. Vừa tiến vào thành phố, bọn họ liền phá hủy những căn nhà trên đường đi của chúng. Đức vua xe ra liền tức giận vì sự ngông cuồng của chúng. Chiếc phi thuyền lớn liền đáp xuống, đó chính là tên Golden Đại Vương. Vua hành tinh Vegeta dù tức giận nhưng ông không thể làm hắn ta phật ý được. Đức vua liền bước ra chào hỏi Đại Vương Cột. Tên Golden liền giới thiệu con trai của mình là Frieza. Vua Vegeta chỉ biết chịu nhục để cúi đầu trước đứa con nít này. Tên Golden đến đây để thông báo rằng hắn ta sẽ nhường ngôi cho con trai mình gánh vác đế chế này. Kể từ bây giờ người Saiya phải nghe theo lệnh từ Frieza là được. Nếu dám kháng lệnh, tên đó sẽ đối mặt với sự máu lạnh của tên nít danh Frieza. Tên Frieza liền cười lớn trước sự cúi đầu của người Saiyan. Hắn ta đem đến đây một thiết bị mới có tên là Scouter. Thiết bị mới này gọn nhẹ hơn Scout Scope, giám sát nó còn có thể liên lạc. Chỉ cần lắp vào nó có thể hiện thị chỉ số chiến đấu và khoảng cách của đối phương. Tên Frieza ngay lập tức phát hiện ra vài người Saiyan có vũ trang đang nhắm đến bọn chúng phía trong lâu đài. Hắn ta chỉ cần nhìn thôi cũng biết chỉ số sức mạnh của người bên trong là 2.000 điểm. Tên Frieza liền ngay lập tức giết hết những người kia một cách không thương tiếc. Vua Saiyan chỉ có thể cắn răng chịu đựng mối nhục này. Tên Frieza liền tặng cho người Saiyan 500 thiết bị coi như quà gặp mặt. Ngay sau đó bọn chúng liền rời đi. Vua Saiyan sau đó đã đến gặp con trai mình. Đứa con trai là niềm tự hào của ông ta vì khả năng chiến đấu thiên bẩm của cậu bé. Ông ta đặt hy vọng vào cậu con trai sẽ trở thành hoàng đế vũ trụ này chứ không phải tên Frieza đó. Khi vừa quay đầu rời đi thì ông ta liền phát hiện một đứa trẻ khác. Nhà vua liền tức giận vì sao đứa trẻ này cũng nằm trong phòng đặc biệt. Hóa ra đứa trẻ này là Broly, con trai đại tá Paragus. Thì ra đây chính là căn phòng chỉ dành cho chiến binh Saiyan ưu tú trong tương lai. Tên cẩn thận liền nói năng lực của Broly rất đặc biệt, nó còn cao hơn cả hoàng tử. Nhà vua nghe vậy liền cầm chiếc máy đo chỉ số sức mạnh thì chiếc máy không chịu nổi liền nổ tung. Nhưng quan cẩn thận liền cho rằng tiềm năng của Broly rất đáng nể. Nếu được huấn luyện bài bản, nó sẽ trở thành một chiến binh xuất chúng và có thể trở thành chiến binh siêu Saiyan trong truyền thuyết. Ngay sau đó đại tá Paragus liền chạy đến gặp nhà vua vì ông ta biết nhà vua muốn để con trai mình đến vùng biên giới. Nhưng nhà vua liền cho rằng đó là việc của một chiến binh, nếu nó đủ mạnh nó sẽ chinh phạt được hành tinh đó. Chinh phạt các hành tinh và bán lại với giá cao, đó là việc mà chủng tộc chiến binh Saiyan vẫn hay làm. Địa điểm chính là hành tinh Bamba, một nơi không có người sinh sống. Chính vì con trai của đại tá ca một cách bất thường, ông ta sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị của con trai mình nên đang tìm cách tống khứ con trai đại tá đi. Với lý do nó quá mạnh và sẽ không thể kiểm soát được trạng thái tinh thần, có thể gây nguy hiểm cho quân đội Vegeta của chúng ta và cả vũ trụ nữa. Đại tá Paragus liền tức giận vì nhà vua đang ghen ăn tức ở vì sức mạnh tiềm năng của Broly sẽ vượt mặt hoàng tử. Nhà vua liền đe dọa sẽ lấy mạng ông ta nếu còn nói đến vấn đề này. Lúc này phi thuyền đem Broly đã rời đi, đại tá khi biết tin liền đuổi theo và lên phi thuyền để ngăn cản và cứu con trai của mình. Đại tá Paragus thừa biết rằng nhà vua chỉ muốn tống cổ con trai của mình đi. Ông ấy liền có ý định sau khi cứu con trai mình, hai cha con liền sẽ đến một hành tinh khác để sống, vì nếu quay về đại tá Paragus chắc chắn sẽ bị xử tử. Chính vì vậy ông ta sẽ nuôi dạy Broly trở thành một chiến binh mạnh mẽ để một ngày có thể trả thù vua Vegeta. Ngay sau đó phi thuyền liền tiến vào hành tinh này. Môi trường quá khắc nghiệt khiến phi thuyền trở nên chao đảo, đại tá liền quyết định đáp phi thuyền trên một ngọn núi nhỏ. Ngay khi vừa đáp phi thuyền xuống, đại tá liền tìm kiếm con trai mình. Nhờ vào thiết bị Scope mới, liền cùng thuộc hạ bắt đầu tìm kiếm con trai của mình. Đang đi thì bất ngờ một bầy quái vật đang tiến đến bọn họ. Bất ngờ một con quái vật liền tấn công, đại tá liền kịp né được và bắn trả con quái vật. Hai người liền nhanh chân chạy trốn. Ngay sau khi cảm thấy an toàn, cả hai liền tiếp tục tìm kiếm Broly. Tên thuộc hạ đang thắc mắc về ngôi sao vệ tinh, đại tá liền nói rằng không nên nhìn vào ngôi sao ấy, không thì sẽ hóa khỉ khổng lồ đấy. Sau đó hai người đáp xuống một đám cỏ, nhưng mà đất quá mềm mại. Đột nhiên những con quái vật liền đến hút lấy thứ gì đó dưới mặt đất. Mặt đất liền trồi lên, hóa ra đó là một con quái vật khổng lồ khác. Nó liền đớp lấy những con quái vật nhỏ kia. Lũ quái vật nhỏ sống được là nhờ vào việc hút máu con quái vật lớn kia. Ngược lại những con quái vật lớn kia tồn tại nhờ vào việc ăn thịt bọn chúng. Ngay sau đó tên thuộc hạ đã phát hiện ra phi thuyền của Broly. Bọn họ liền bay đến phi thuyền nhưng lại không thấy Broly đâu. Đại tá liền phát hiện cậu bé đang ở cái hang đằng kia. Vừa bay vào thì bọn họ phát hiện những quả trứng lạ. Hóa ra cậu bé đang núp bên trong một cái ống. Hóa ra Broly đã tấn công con quái vật và ăn nó. Sức mạnh chiến đấu của cậu bé đạt 920 điểm. Đại tá liền chạy đến bắt lấy Broly. Ông ta liền cho rằng Broly đã hóa khỉ mới có thể giết được đám quái vật kia. Ngay sau đó bọn họ liền quay lại phi thuyền. Nhưng tên thuộc hạ liền phát hiện bộ phận nổi chính đã bị hỏng và không thể sửa nó được. Nếu không sửa được, bọn họ sẽ bị mắc kẹt tại hành tinh này và lương thực chỉ đủ dùng cho 10 ngày. Nghe đến đây tên đại tá liền cầm súng bắn chết tên thuộc hạ để đỡ một miếng ăn. Broly lúc này cũng đã tỉnh lại. 5 năm sau, một phi thuyền đang bay đến hành tinh Vegeta vì lệnh triệu tập toàn bộ người Saiya trở về hành tinh. Bardock liền nhắc nhở hãy bỏ Scouter vì người của Frieza có thể nghe thấy. Bardock liền nghi ngờ buổi triệu tập này có vấn đề. Chủng tộc chiến binh Saiya đã luôn đi chinh phạt và bán lại các hành tinh, nhưng chính cha của tên Frieza đã sử dụng vũ lực để khuất phục người Saiyan. Bardock liền nghi ngờ có thể tên Frieza đang định xóa sổ người Saiyan.
Ngay sau đó, Bardock liền biết thông tin rằng tên Frieza đang hỏi về các siêu Saiyan, anh liền nhận ra điều gì đó. Ngay lúc này, tại tàu của tên Frieza, bọn chúng đang tìm hiểu về siêu Saiyan thần thánh, nhưng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hóa ra tên Freira đang tập hợp tất cả người Saiyan lại để trừ khử toàn bộ người Saiyan vào cả hành tinh này. Ngay sau đó, anh liền đến gặp vợ và con trai mình Kakarot, cũng chính là Son Goku sau này. Con trai lớn đang đi theo hoàng tử Vegeta nên chưa về. Nhìn thấy con trai mình, Bardock liền nói không còn nhiều thời gian nữa, phải trộm một phi thuyền và đem đứa bé đến một hành tinh khác. Anh cho rằng tên Frieza đang lo sợ một siêu Saiyan huyền thoại xuất hiện, chính vì vậy có thể hắn ta sẽ thủ tiêu toàn bộ người Saiyan trên hành tinh này. Ngay từ đó, hai người liền trộm một phi thuyền đến một khu vực hẻo lánh. Người vợ liền hỏi Bardock tại sao anh lại cứu con trai mình, người Saiyan thường không có tình thương với con gái. Bardock liền nói rằng anh muốn một lần cứu lấy thứ gì đó, đặc biệt là đứa con trai chiến binh cấp thấp của anh. Cuối cùng hai người liền chia tay, người con út chiếc phi thuyền liền bay lên, điểm đến chính là trái đất. Lúc này tên Frieza đang ở phi thuyền mẹ, hắn ta biết rằng nếu tiêu diệt tộc Saiyan, quân số và sức mạnh của hắn ta sẽ giảm đi phần nữa. Nhưng diệt cỏ phải diệt tận gốc, vì tộc Saiyan là tộc chiến binh nên có ngày bọn chúng sẽ phản bội lại hắn ta. Tên Frieza liền tạo một quả cầu khổng lồ và ném thẳng về hành tinh của người Saiyan. Mọi người ngơ ngác trước quả cầu lửa đang lao đến. Bardock liền lao mình lên cố gắng ngăn cản, nhưng trước sức mạnh khủng khiếp anh không thể ngăn cản nó được. Quả cầu lửa lao xuống hủy diệt cả hành tinh, tạo ra một vụ nổ bao trùm lấy hành tinh Vegeta và hủy diệt cả hành tinh cùng người Saiyan trên hành tinh này. Lúc này người của hoàng tử Vegeta nhận được tin một quả thiên thạch đã hủy diệt cả hành tinh và tất cả người Saiyan trên đó. Tên Vegeta sau khi nghe được tin tức, hắn liền cho rằng việc chống lại lệnh của tên Frieza là đúng, nhưng chỉ tiếc rằng bản thân sẽ không thể làm vua của người Saiyan được nữa. Anh trai của Son Goku ở bên thì không quan tâm đến cha mẹ cùng như em trai hắn ta, vì cậu ta chỉ là một chiến binh cấp thấp, nhưng nó vẫn còn sống và được gửi đến hành tinh khác. Quay trở về hiện tại, Son Goku đang đánh nhau với Vegeta. Họ là một trong số ít những người Saiyan cuối cùng. Với sức mạnh chiến binh, hai người chỉ luyện tập thôi cũng đủ thấy sức mạnh kinh hồn. Thần hủy diệt Beerus tức giận hét lớn vì hai người làm ồn không cho ông ta ngủ yên. Nghe vậy, bọn họ liền quyết định nghỉ ngơi. Son Goku liền lao vào bàn ăn ngấu nghiến. Whis liền thắc mắc hỏi Son Goku tại sao cậu lại luôn muốn mạnh hơn vậy, hay cậu muốn làm thần hủy diệt tiếp theo? Son Goku liền hoảng hốt nói rằng bản thân không có ý định làm thần hủy diệt tiếp theo, mà cậu chỉ muốn đấu với những kẻ mạnh. Còn đối với Vegeta, anh chỉ muốn đánh cho tên Frieza một trận mà thôi. Vegeta liền tức giận vì Son Goku mà tên Frieza đã trở lại. Con trai của Vegeta liền gọi điện thông báo có kẻ đã trộm đi ngọc rồng và thiết bị dò tìm ngọc rồng. Thông qua camera thì ra kẻ đánh cắp chính là người của tên Frieza. Bọn họ liền tự hỏi tên Frieza muốn ước điều gì. Vegeta liền cho rằng hắn ta muốn sống thật lâu. Lúc này Bulma liền nói rằng bản thân đang giấu viên ngọc thứ 7 tại Bắc Cực. Thấy thần hủy diệt không muốn đi, Bulma liền đưa con gái út của mình cho ông thần giữ hộ rồi lái phi thuyền đến Bắc Cực. Son Goku liền hỏi Bulma tại sao cô lại hay đi thu thập ngọc rồng. Bulma liền nói vì cô muốn trẻ thêm 5 năm. Goku liền bất ngờ vì lý do hơi củ chuối của cô. Whis liền hỏi tại sao cô không ước nhiều hơn. Tại vì tôi sợ mọi người phát hiện mình quá trẻ. Nghe thấy thế, Goku liền cười lớn khiến bà chị Bulma tức giận tăng tốc phi thuyền làm Goku ngã nhỏ ra sau. Trong lúc này tên Frieza đang muốn nhanh chóng thu thập ngọc rồng. Cứ tưởng tên Frieza thu thập ngọc rồng để ước trở nên mạnh hơn, hóa ra hắn ta chỉ muốn đôi chân mình có thể dài ra thêm 5 phân, nhưng không muốn mọi người phát hiện sự thay đổi của hắn ta. Lúc này hai thuộc hạ của Frieza là Chi Lai và Lemo đang đến một hành tinh có tín hiệu cầu cứu. Vừa đáp xuống, một người đàn ông chạy đến cầu cứu và nói mình là người Saiya bị mắc kẹt tại hành tinh này. Bất ngờ một con quái vật xuất hiện nhưng liền bị Broly một đấm knock out. Máy đo sức mạnh của bọn họ không thể đo nổi lực chiến của Broly. Thấy thế, Chi Lai liền kêu gọi hai người đầu quân cho Frieza. Ngay sau đó hai người đã đến gặp Frieza. Bardock liền nói rằng con trai mình dễ mất kiểm soát khi nhìn vào mặt trăng và hóa khỉ khổng lồ, nên ông ta đành cắt đuôi và đeo vòng cổ cho cậu. Frieza sau khi thấy sức mạnh của hai người, đặc biệt là Broly, thì rất ưng ý và thưởng cho Chi Lai và Lemo. Bardock liền thấy trung thành với Frieza, ông ta rất vui khi nghe tin hành tinh Vegeta đã bị hủy diệt, nhưng khi biết hoàng tử Saiyan vẫn còn sống khiến ông ta tức giận. Tên Frieza liền hứa sẽ giúp ông ta trả thù. Ngay sau đó hai người liền đến bếp ăn, thấy Chi Lai đang bị một gã đàn ông trêu chọc, Broly liền đi đến ngăn cản hắn ta. Tên kia liền tấn công cậu nhưng hắn quá yếu chẳng làm chảy ra Broly. Anh liền tùng cố nhấc bỏng hắn ta lên. Thấy Broly đang mất kiểm soát, Bardock liền bấm nút khiến chiếc vòng kích điện làm cậu ta đau đớn. Chi Lai liền tức giận chạy đến nói Bardock là một người trai độc ác, nhanh cơ hội cô liền lén lấy thiết bị và đạp nát nó. Trở về lại phòng, Chi Lai liền đem bánh cho cậu, Lemo liền lấy nước cho cậu ta. Lúc này cậu mới kể ở hành tinh đó cậu chỉ có một người bạn là quái vật khổng lồ. Vì thấy con trai không chịu luyện tập, ông ta đã bắn đứt tai của nó khiến nó không chơi với cậu nữa. Chính vì vậy Broly mới luôn giữ đôi tai này bên mình. Trong khi này hai tên thuộc hạ của Frieza đã tìm thấy viên ngọc rồng thứ 7. Nhóm Bulma cũng vừa đến nơi, thấy thế hai tên thuộc hạ liền lái phi thuyền chạy trốn nhưng liền bị Vegeta bắn hạ. Goku liền bay đến đòi ngọc rồng. Trên trời phi thuyền của tên Frieza đã bay đến đây, hắn ta đem theo hai cha con Bardock cùng đi đến đây. Bardock liền nhận ra Vegeta là con trai vua người Saiyan. Tên Frieza liền lấy hết 7 viên ngọc về tay mình và giới thiệu hai cha con Bardock.
Hắn liền kể về chuyện hai cha con bị cha của Vegeta lưu đày đến một hành tinh khắc nghiệt. Goku liền hỏi khắc nghiệt nghĩa là gì vậy, khiến tên Frieza đỡ không kịp. Vừa nói xong, tên Bardock liền ra lệnh cho con trai bay đến tấn công Vegeta. Vegeta liền nhảy lùi xem thực lực của tên này thế nào rồi đánh văng Broly bay ra xa. Lúc này anh mới nghiêm túc đánh một trận thực sự với hắn ta, cả hai ăn miếng trả miếng không thua kém gì nhau. Tên Frieza liền cho rằng Broly tuy có sức mạnh nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Thấy tên Broly đang áp đảo mình, Vegeta liền hóa Super Saiyan. Broly liền nhảy đến định tấn công Vegeta liền bị anh cho trưởng bay ra xa. Nhưng bất ngờ Broly liền lao đến phản đòn và đuổi theo Vegeta. Vegeta liền tiếp tục hóa trạng thái Super Saiyan mới và bắn vào Broly. Broly liền liên tiếp lao đến đánh trả nhưng lại bị đánh xuyên qua các ngọn núi. Bardock hoảng sợ vì Vegeta lại mạnh như vậy. Thấy vậy, Frieza liền mất hứng thú với Broly. Lúc này Vegeta liền bắn thẳng vào Broly để kết thúc cuộc chiến, khiến Broly rơi xuống mặt biển. Bất ngờ mặt nước cuộn sóng dữ dội, một nguồn năng lượng liền xuất hiện bên dưới mặt nước, chính là Broly. Một nguồn năng lượng xuất hiện trên người của Broly. Nguồn năng lượng tỏa ra khiến Goku và Vegeta bị đẩy lùi ra sau. Broly liền tụ năng lượng vào miệng rồi bắn vào Goku. May mắn anh ta liền tránh né được. Vegeta liền lao đến đấm vào mặt Broly nhưng anh ta liền đáp trả dữ dội. Bardock liền giải thích đó là trạng thái kỳ đột dạng người với sức mạnh khủng khiếp. Lúc này Vegeta đang bị đánh văng ra xa, Goku cũng bắt đầu trận chiến. Broly lúc này hóa điên hơn nữa liền lao vào đánh nhau. Goku đang ở trạng thái bình thường nên bị Broly dễ dàng áp đảo. Liên tiếp Goku bị đánh văng ra xa, sức mạnh của Broly tỏa ra phá hủy cả ngọn núi. Thấy không nên đùa giỡn thêm nữa, Goku liền hóa Super Saiyan lao vào múc nhau với Broly. Sức mạnh của hai người đang ở trạng thái ngang nhau. Broly liền đấm Goku bay xuống đất rồi lao xuống. Thấy Broly đang lao đến, Goku liền chuyển trạng thái mới liền né đòn hắn ta rồi khuyên Broly hay bình tĩnh trở lại. Nhưng Broly lúc này đang mất kiểm soát, Goku liền tung một trường rồi vật hắn ta xuống mặt băng khiến cả ngọn núi xung quanh đổ sập xuống. Frieza liền đưa ngọc rồng cho thuộc hạ rồi bảo bọn họ rời đi trước, còn mình ở lại xem trận chiến. Broly lúc này đang tỏa ra sức mạnh rồi lao đến tiếp tục trận chiến với Goku. Lúc này Goku đang dần bị ưu thế, cậu liên tục bị Broly cho ăn đòn, rồi nắm chân đập Goku từ chỗ này đến chỗ khác. Sau đó liền túm đầu cậu kéo từ ngọn núi này sang ngọn núi khác khiến cậu nằm ra đất. Piccolo từ xa đã cảm nhận được trận chiến bằng thần giao cách cảm nhưng anh biết rằng bản thân đến đó cũng không làm được gì. Goku liền nói nếu gặp nguy hiểm sẽ dịch chuyển đến chỗ anh ta. Goku liền đứng lên, anh lại biến thành một trạng thái sức mạnh mới Super Saiyan Blue. Cả hai tiếp tục lao đến nhau đánh một trận. Broly liền tạo thành quả cầu năng lượng ném vào Goku. Sức mạnh quá lớn khiến mọi thứ xung quanh bị phá hủy, khiến những ngọn núi tuyết trên mặt đất đổ sập. Goku liền chở Kamehameha vào Broly khiến hắn ta bay ra xa. Tên Frieza nhớ lại lúc trước Goku đã hóa Super Saiyan khi người thân bị giết chết. Hắn liền tiễn cha Broly lên đường. Sau đó giả vờ hét lớn Goku đã giết cha Broly. Anh liền quay lại nhìn thì thấy cha mình đã chết, liền tỏa ra sức mạnh khủng khiếp tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ. Broly liền hóa Super Saiyan. Nguồn năng lượng phóng ra rồi thu lại vào người cậu Broly. Tên Frieza trở nên thích thú với trận chiến. Broly liền bắn năng lượng xung quanh tạo ra các vụ nổ khắp nơi. Broly liền tạo ra một quả cầu màu xanh tiến tới Goku. Goku liền bay đi, hắn ta liền đuổi theo. Vegeta thấy một mình Goku sẽ không địch lại nổi liền lao đến liên thủ cùng Goku chiến đấu. Nhưng Broly quá mạnh, một mình hắn ta có thể đối đầu với hai người. Hai người liền hợp lực chưởng năng lượng vào Broly nhưng Broly liền đáp trả lại bằng một cú chưởng. Cả hai thấy thế liền cố tình bay đến chỗ tên Frieza để hắn ăn đòn thay. Sau một hồi ăn đòn, hắn liền hóa sức mạnh, tưởng sẽ đánh cho Broly một trận nhưng hắn ngược lại bị Broly dã cho không chừa phát nào. Goku nhân cơ hội dịch chuyển hai người đến chỗ Piccolo. Goku liền gợi ý hai người sẽ hợp nhất sức mạnh nhưng Vegeta thấy ngượng khi hợp nhất. Thấy Vegeta chần chừ, Goku liền nói nếu không nhanh vợ của anh Bulma sẽ gặp nguy hiểm. Nghe vợ của mình gặp nguy hiểm, Vegeta liền đỏ mặt và đồng ý hợp nhất. Lần đầu hợp nhất cả hai biến thành một tên vừa lùn vừa béo. Sau đó cả hai liền thử hợp nhất lần nữa nhưng lần này lại biến thành một tên vừa gầy vừa cao. Cuối cùng sau hai thần thất bại, cả hai đã biến thành một siêu Saiyan cao to đẹp trai. Anh ta liền đặt tên là Gojira rồi dịch chuyển đến chỗ Broly. Vừa dịch chuyển thấy tên Frieza bị đánh no đòn nằm bẹp dí trên ngọn núi. Lúc này Broly đã chạm trán Whis nhưng hắn không thể tung một cú đấm vào ông. Gojira liền xuất hiện dụ Broly bay theo mình. Đến địa điểm thích hợp, Gojira liền hóa siêu Saiyan rồi đánh một trận với Broly khiến hắn rơi xuống đất. Anh liền tạo ra một quả cầu bắn súng chỗ Broly. Hắn liền bắn trả rồi lao đến tấn công Gojira. Trận chiến lớn đến mức bọn họ đã tiến vào một không gian khác. Gojira đánh liên hoàn đấm khiến Broly bị thương. Cả hai ăn miếng trả miếng không ai nhường ai. Hai bên đấm vỡ không gian rồi quay lại thế giới này. Lúc này Broly đã đến ngưỡng chịu đựng. Gojira liền tung đón khiến tên Broly sau đó liền bắn sức mạnh khắp nơi. Gojira liền bắn Game liên hoàn khiến hắn ta tơi tạ. Gojira liền biến quả cầu Game ném vào hắn tạo ra một vụ nổ khổng lồ. Lúc này bất ngờ dòng thần được triệu hồi.
Hóa ra Chi Lai là người triệu hồi rồng thần. Lúc này Broly vẫn còn sống, hắn liền lao đến tiếp tục đánh Gogeta, nhưng Gogeta liền đáp trả cho hắn ta tiếp tục no đòn. Gogeta tụ năng lượng lại trên tay rồi tạo ra sức mạnh khủng khiếp rồi bắn đam mê vào Broly. Thấy Broly cận kề cái chết, Chi Lai liền ước Broly trở về hành tinh mình đã tìm ra. Broly liền trở về hành tinh của mình trước khi nhận cú chưởng. Rồng thần thực hiện xong điều ước, ông liền biến mất. Lemon liền lái phi thuyền cùng Chi Lai tẩu thoát, nhưng tên Frieza định bắn con tàu. May mắn Gogeta đã đến kịp. Thấy đánh không lại nên Frieza liền bỏ qua và nói bản thân sẽ quay lại. Chi Lai và Lemo đã đến chỗ Broly. Lúc sau Goku liền xuất hiện và tặng đậu thần cho Chi Lai và Lemo. Sau đó anh liền hẹn tái đấu Broly vào một ngày nào đó. Đến đấy là hết phim 7 viên ngọc rồng siêu cấp huyền thoại Broly rồi. Các bạn cảm thấy bộ phim này thế nào, hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Nhớ cho chúng mình một nút like và share nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh tớ review phim nhé. Còn bây giờ bye bye và hẹn gặp lại các bạn nhé.